Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Đà Nẵng TV long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, lãnh đạo các sở ban ngành cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng qua các thời kỳ. Bằng sự dấn thân, nỗ lực và quyết tâm, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đến nay đã trở thành cơ quan truyền thông chủ lực là kênh thông tin đối nội đối ngoại quan trọng của thành phố Đà Nẵng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong những năm qua với nhiều dấu ấn bất phá. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1014 trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho tập thể Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thủ ủy quyền của Chủ tịch nước Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lưu Nguyễn Minh Triết trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến biểu dương đánh giá cao và chúc mừng những kết quả thành tựu mà tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên của đài đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng rằng với truyền thống của đài, bản lĩnh, năng lực, tinh thần trách nhiệm của ban giám đốc và tập thể nhân viên đang công tác tại đài, đài sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao giữ vững vai trò tiên phong trong công tác thông tin của thành phố góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nâng cao đời sống tinh thần của người dân